Xong thế Sủng Phi hai, thêm một đàn nhi nữa xuất hiện, Mạc Linh Thành phải làm sao? Xong thế Sủng Phi hai với tình tiết ngày càng hấp dẫn khiến khán giả mong đợi từng ngày. Trong cùng một thời đại có tới hai Mạc Linh Thành đã khiến cho khán giả hại não. Nếu hiện tại lại có thêm một khúc đàn nhi nữa xuất hiện dưới thân phận làm dạ tịch thì Mạc Linh Thành sẽ phải làm sao? Hành trình xuyên không tìm vợ của Mạc Linh Thành từ cổ đại đến hiện đại, rồi lại từ hiện đại xuyên không về cổ đại đôi khi khiến khán giả rối não khi phải phân biệt ai là Mạc Linh Thành hiện tại, ai là Mạc Linh Thành tương lai. Cũng may mắn khi Mạc Linh Thành tương lai dịch dung thành Lưu Thương để khán giả có thể phân biệt rõ hơn. Với thân phận Lưu Thương đến Bát Vương Phủ làm mưu sĩ, Mạc Linh Thành tương lai có ngày ngày gặp gỡ và kề cận đàn nhi, đồng thời giúp đỡ Mạc Linh Thành hiện tại hoàn thành đại nghiệp, tránh khỏi những âm mưu toan tính trong triều đình. Cho dù ở hiện đại hay cổ đại thì đàn nhi trước mắt đã mất đi toàn bộ ký ức trước đó. Điểm này khiến khán giả nghi ngờ đàn nhi mà Mạc Linh Thành tìm được vốn là một đàn nhi trong quá khứ, chưa từng gặp gỡ và xuyên không về Đông Nhạc. Đúng lúc này, tình tiết mới nổ rộ khi công chúa Lam Dạ Tịch, Lam Tinh Linh xuất hiện với mục đích cùng Mạc Linh Thành hiện tại liên hôn. Nhưng trong lòng Mạc Linh Thành hiện tại đã có đàn nhi nên nhờ mưu sĩ Lưu Thương đến đưa lễ vật ẩn ý trong lòng đã có người khác. Với tính cách khẳng khái, thấu tình đạt lý, Lam Dạ Tịch không hề miễn cưỡng cuộc hôn nhân này. Nhưng ngay từ lần đầu gặp Lưu Thương, đầu tiên nàng đã tự tin khẳng định trong lòng có người khác hay ám chỉ người đó chính là Lưu Thương. Nhân vật mới xuất hiện, khán giả nghi ngờ công chúa Lam Dạ Tịch không phải ai khác chính là Bát Vương Phi khúc tiểu đàn năm xưa thất lạc, cũng xuyên không về cùng thời này. Sở dĩ nhiều người đưa ra luận điểm đó đều có căn cứ bởi trước đó đạo diễn đã không ngại đưa hai Mạc Linh Thành sống chung trong một thời đại, thì ngại gì đưa hai khúc tiểu đàn về chung một nơi. Ngay từ đầu gặp Lưu Thương, nàng đã khẳng định có người trong lòng rồi, chứng tỏ Lam Dạ Tịch đã biết được Lưu Thương là Mạc Linh Thành tương lai, đồng thời cũng biết đàn nhi không thể xuất hiện trong cùng một thời đại, nàng cũng chỉ là người xuyên không đến sau trận quyết chiến với Ma Đế. Mà lời tiên tri ở phần 1 chính là nàng và Mạc Linh Thành không thể thành đôi ở bên nhau, hưởng phúc tới già. Nên lần này, tiểu đàn quay lại với mục đích thay đổi lời tiên tri đó, giúp đỡ đàn nhi và Mạc Linh Thành của hiện tại có thể vĩnh viễn bên nhau, xóa bỏ lời nguyền buộc phải chia lìa. Đến thời điểm nhất định, tiểu đàn và Lưu Thương cũng tan biến, chúc phúc cho bản thân trong quá khứ. Tuy chỉ là giả thuyết nhưng cũng không ngoại trừ trường hợp này xảy ra. Thật hư chuyện xuất hiện thêm một đàn nhi nữa có hay không sẽ được giải đáp trong những tập tiếp theo của bộ phim.